Tập 17. Đồng niệm. Đồng niệm. Đồng niệm à, suốt cuộc tại sao em lại làm như vậy? Chắc là do em lo chuyện Ba Đồng. Nhưng lúc nãy em nhìn thấy Cố Tiêu Dư đến tìm em, em ấy rất buồn. Vì vậy nên em không thể ở lâu thêm một chút sao? Sao lại vội vàng bỏ đi như vậy? Hôm nay em đến chỉ để giúp Cố Tiêu Dương thôi. Nếu cách của em không thỏa đáng, xin anh hãy thứ lỗi. Anh vào đi, Tiêu Dương vẫn đang đợi anh đấy. Anh hãy nói chuyện tử tế với em ấy, trốn tránh cũng vô ích thôi. Thực ra Cố Tiêu Dương cũng không phải người hống hách như vẻ bề ngoài đâu. Em đi đây. Trả lại cho em cái này. Có lẽ bây giờ mới trả lại mặt dây chuyền là hơi muộn. Chỉ là khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh mãi là không có cơ hội gặp em. Mặt dây chuyền này là sự gợi gắm một chút quan hệ giữa hai chúng ta. Anh vẫn luôn chờ đợi một cơ hội. Anh chỉ nghĩ là anh. Cái này em nhận. Tạm biệt. Có phải anh chưa từng thích em không? Tiêu Dương à, anh vẫn luôn coi em là em gái, chưa bao giờ thay đổi. Vậy sẽ thay đổi không? Ý em là em không muốn làm em gái của anh nữa, có được không? Vậy muốn trở thành người xa lạ sao? Không làm em gái thì sẽ làm người lạ à? Em muốn làm người phụ nữ của anh, là người phụ nữ của anh. Em hỏi anh một câu cuối cùng. Em nói đi. Không có đồng niệm, anh có chấp nhận em không? Tiêu Dương à, không liên quan gì đến cô ấy. Cho dù anh và anh trai của em thành ra như vậy, anh vẫn coi em là em gái. Anh vẫn thương em, bảo vệ em giống như trước kia. Anh toàn trả lời không đúng trọng tâm. Em biết, em vẫn biết. Chỉ là em không dám đối diện với anh. Em chẳng là gì, không phải đâu. Anh không có ý đó. Sao em lại nói như vậy được?
Em gái sao? Em biết Đồng Niệm là một cô gái tốt. Nhưng em khuyên anh nên từ bỏ đi. Trời cao đúng là trêu ngươi con người. Em thích anh. Anh thích Đồng Niệm. Đồng Niệm thích anh trai em. Mối quan hệ phức tạp quá. Em nói cái gì? Đồng Niệm thích anh trai của em. Anh trai em cũng có tình cảm với chị ấy. Vậy nên em mới nói anh từ bỏ đi. Vì em sợ anh bị tổn thương. Bởi vì em biết rất rõ nỗi đau khi thích một người mà người đó không thích mình. Còn một điều nữa, vì em biết anh không ưa anh trai em. Nhưng dù gì đó cũng là anh trai ruột của em. Trong mối quan hệ phức tạp này, bắt buộc phải có một đôi được chúc phúc. Đó là Đồng Niệm và anh trai em. Vì dù sao họ cũng thích nhau. Anh xin lỗi Tiêu Dương. Anh phải đi trước đây. Cố Triệu Lễ, rốt cuộc anh làm gì Đồng Niệm rồi? Tôi làm gì được? Tôi chẳng làm gì. Rốt cuộc anh làm những điều này là vì cái gì? Mỉa mai tôi, công kích tôi, hay là khiêu khích tôi? Rõ ràng anh biết tôi có tình cảm với Đồng Niệm. Cảnh Kế Thâm, tôi không hẹp hòi thiển cận như cậu. Tôi không dở mấy trò đó. Vậy tại sao anh phải ở bên Đồng Niệm? Vì tôi thích cô ấy. Từ lúc gặp Đồng Niệm lần đầu tiên, tôi đã thích cô ấy rồi. Nhưng tôi không dám nói cho cậu biết, bởi vì cậu là huynh đệ của tôi. Hơn nữa tôi còn biết Đồng Kiến Nghiệp chính là cha cô ấy. Nhưng tôi vẫn không dám nói với cậu. Tôi sợ trong lòng cậu khó chịu. Tôi còn sợ cậu không dám đối diện đi Đồng Niệm. Mọi điều tôi làm đều là vì cậu. Bởi vì cậu là huynh đệ của tôi. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ huynh đệ chúng ta đã mâu thuẫn đến mức này rồi. Tại sao tôi không thể theo đuổi Đồng Niệm? Cậu cho tôi một lý do xem. Anh cố ý. Là cậu lòng dạ tiểu nhân. Người lòng dạ tiểu nhân là anh mới đúng. Anh dám thề với trời không? Anh căn bản không có tình cảm gì. Rõ ràng anh biết tôi yêu Đồng Niệm. Từ 15 năm trước gặp được cô ấy, tôi đã thích cô ấy rồi. Tôi biết. Nhưng rồi sao? Cậu, chỉ vì cậu thích cô ấy thì tôi không được thích chắc. Cậu là gì của tôi? Tại sao tôi phải nhường cho cậu? Huống hồ Đồng Niệm căn bản không hề thích cậu, đúng không? Thế Thâm, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Bao nhiêu năm nay trải qua bao nhiêu khó khăn, sóng gió. Nhưng tình nghĩa huynh đệ của chúng ta chưa bao giờ thay đổi. Nhưng tôi không ngờ, chỉ vì một hiểu lầm nhỏ. Đó không chỉ là hiểu lầm, mà tôi còn phát hiện ra chúng ta căn bản không chung đường. Cố Triệu Lễ, anh đừng làm những chuyện không có tính người nữa. Đối với tôi chẳng có gì quan trọng cả. Trong lòng của tôi chỉ coi các cậu là huynh đệ của tôi. Điều đó chẳng liên quan đến những việc tôi làm. Thế Thâm, nếu cậu còn coi tôi là huynh đệ thì tình cảm này tôi có thể rút lui,
cố Triệu Lễ. Chúng ta căn bản không chung đường. Đồng niệm thích anh như vậy thì anh nên làm chuyện chính đáng, đừng có đi bán thuốc phiện hại bá tính. Tôi chỉ coi trọng tình nghĩa huynh đệ của chúng ta. Tôi có thể nhường cho cậu bất cứ điều gì ngoại trừ địa vị trong Ngũ Hợp Đường. Cố Triệu Lễ, anh đang đùa giỡn với tình cảm của người khác, anh biết không? Cảnh Thế Thâm, tôi chỉ coi trọng tình nghĩa anh em hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi không như cậu, chỉ biết theo đuổi cuộc sống an nhàn thái bình. Thế giới của cậu không hiện thân. Đó là tín ngưỡng của tôi. Anh không có quyền phán xét bừa bãi. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Là anh sao? Đồng niệm, em không thể ở bên Cố Triệu Lễ. Anh nói gì vậy? Em không thể ở bên anh ta. Em căn bản không hiểu anh ta. Anh đang nói cái gì? Em chẳng hiểu gì hết. Cố Triệu Lễ ở bên em chỉ để báo thù anh. Anh ta không hề nghiêm túc. Có nghiêm túc hay không không liên quan tới anh. Ưng ưng quán quán giữa anh và Cố đại thiếu gia không liên quan gì tới em. Việc của em càng không liên quan gì đến anh. Em không cần anh phải chạy đến nhà của em nói em phải làm sao. Anh coi em là cái gì? Anh coi em là người anh yêu nhất. Kể từ buổi tối mười mấy năm trước, em cứu anh. Anh đã yêu em rồi. Nhưng đến bây giờ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Anh biết, hai chúng ta cả đời này đều không có cơ hội ở bên nhau. Nhưng cho dù là như vậy, em cũng không thể ở bên Cố Triệu Lễ. Anh ta sẽ làm tổn thương em. Anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em. Em có hiểu không? Em không hiểu. Em chỉ biết cuộc đời đồng niệm này không cần sự quan tâm của anh. Em đã nghe nói câu chuyện của ba huynh đệ các anh rồi. Em nghĩ anh hiểu lầm đại ca của anh rồi. Anh ấy không phải người như anh nghĩ. Hơn nữa cái chết của danh tự cũng không thể trách anh ấy. Anh ấy cũng vì cứu anh mới không cứu được danh tử. Tất cả đã là hiện thực không thể thay đổi nữa rồi. Tại sao cứ mãi dây dứt về cái chết của danh tử, để rồi là mối quan hệ giữa hai người trở nên như vậy? Rốt cuộc anh đang dây dứt điều gì? Được rồi, anh không muốn nói chuyện này với em nữa. Em chỉ nghĩ là anh không nên dây dứt chuyện đó. Dù gì thì các anh từng là anh em vào sinh ra tử. Hơn nữa, em đừng có biện hộ thay Cố Triệu Lễ. Em căn bản không hiểu gì về anh ta. Vậy thì để em tự mình tìm hiểu về anh ấy đi. Xem ra em thực sự thích anh ta. Tiêu Dương nói đúng. Tất cả đều là số phận. Có điều anh sẽ nói cho em biết Cố Triệu Lễ thực sự là người như thế nào. Trưởng quan, có thông tin rồi. Nói, ở Giang Đông căn bản không có gì. Tên là Thù Vãn Sinh. Nhưng Thù Hà đã phát danh giải của hắn khắp nơi. Cuối cùng cũng tìm được người nhận ra hắn. Tên là Trùy Tử. Người đâu? Đang ở trên xe, bên ngoài.
xem đi, ngắm đi, thử đi, mì nóng hổi đây. Quan khách, mì của anh xong rồi. Đúng vậy, đây chính là anh Danh Tự. Cậu chắc chắn cậu ta tên là Danh Tự chứ? Chắc chắn mà, đây là đại ca của tôi, không sai đâu. Ngón tay út của cậu ta bị đứt. Đúng vậy, đã bị đứt từ nhỏ rồi. Anh ấy là ông chủ mua bán tin tình báo lợi hại nhất ở vùng Giang Đông này. Hơn nữa anh ấy cùng thiếu soái nhà họ Cảnh và đại thiếu gia nhà họ Cố là huynh đệ kết nghĩa. Tôi theo anh ấy nhiều năm rồi, kiếm được không ít. Cậu nói là cậu ta kết bái huynh đệ với Cảnh Thế Thâm sao? Đúng vậy, đúng là kết bái huynh đệ. Mà anh là ai? Tôi là bạn cậu ấy. Bạn? Đại ca tôi mất lâu lắm rồi, anh không biết chuyện này sao? Cậu ta không chết mà. Không chết sao? Không chết thì anh ấy mất tích lâu như vậy à? Cậu ấy ở ngay Phong An. Trước đây cậu ấy bị thương là tôi cứu cậu ấy, vậy nên lần này cậu ấy ủy thác tôi đến Giang Đông tìm người thân. Thật sao? Anh ấy chưa chết à? Tôi phải mau báo tin này cho thiếu soái và cố thiếu gia. Đừng vội, đừng vội. Danh Tự ấy vết thương cũ chưa lành, lý do cậu ấy vẫn chưa báo cho các cậu nhất định là cậu ấy có tính toán riêng của mình. Hay là như vậy đi, cậu đi với tôi tới thăm cậu ấy. Được, đi thôi. Bây giờ chúng ta đi luôn. Nào, đi thôi. Đi. Đại ca, đây là phủ tư lệnh mà. Đây đúng là phủ tư lệnh. Vậy anh Danh Tự của tôi ở đây sao? Anh Danh Tự của cậu đúng là ở đây. Lát nữa cậu sẽ gặp được cậu ấy. Dạ được, được. Tư lệnh, tôi vẫn luôn suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Chào cô. Vậy nên tôi thấy cô đi ra đi. Tôi thấy ngài cần phải tìm hiểu về thân phận thực sự của Thù Giảng Sinh. Vì chuyện này, tôi đặc biệt đem một người từ Giang Đông tới đây. Anh à, tôi lại gọi anh vào phủ. Bây giờ sao? Đúng vậy. Xem ra là có chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Chuyện tốt hay là chuyện xấu? Không phải chuyện tốt đâu. Tiểu thư. Tư lệnh đang đợi gặp tôi. Tiểu thư à, có chuyện gì thì ở ngoài nói đi.
Người này là... Cô nói người này ở trong thư phòng của tư lệnh sao? Vậy tôi bắt buộc phải đi. Tình hình lúc này tôi đã không còn đường lui nữa. Suốt cuộc anh là ai? Tôi không phải người xấu. Cảm ơn. Thưa tư lệnh, trung đội trưởng trung đội 3 Thù Dạng Sinh xin có mặt. Thù Dạng Sinh. Trung đội trưởng trung đội 3. Một người bạn cũ của cậu đến thăm cậu này. Bạn cũ. Trưởng quan nói cậu này sao? Này cậu, thứ lỗi cho tôi mắt kém. Thực sự tôi nhìn cậu ấy rất lạ. Cậu không quen cậu ta sao? Cậu ấy quen biết tôi sao? Người anh em, cậu quen biết Thù Dạng Sinh này sao? Cám à, đừng sợ, có tôi ở đây. Trước mặt của tư lệnh, nói hết những gì nên nói đi. Tôi không quen anh ta. Không quen à? Rõ ràng cậu ta chính là người trong tranh. Sao bây giờ lại nói không quen? Người trong tranh đó, tôi đúng là có quen. Nhưng vị trưởng quan này, tôi thực sự không quen. Cậu lừa tôi. Tôi bắn cậu chết. Trưởng quan, tôi xin ngài tha cho tôi. Tôi tuyệt đối không dám lừa trưởng quan. Tôi thực sự không quen anh ta mà. Tôi thực sự không quen biết anh ta. Xin tha mạng. Tôi thực sự không quen anh ta. Phó tướng hà cớ gì? Câm miệng. Cậu nói đi. Nói sai một chữ, tôi bắn cậu chết bây giờ. Tôi thực sự không quen anh ta mà trưởng quan. Tôi thực sự không dám lừa ngài. Đợi đã. Vừa rồi cậu nói cậu quen người này. Hơn nữa còn nói cậu ta kết bái huynh đệ với Cảnh Thế Thâm. Có đúng không? Dân, bây giờ tại sao lại nói không quen? Là có ý gì? Tư lệnh à, người trong tranh tôi đúng là có quen. Nhưng mà vị trưởng quan này, tiểu nhân thực sự không quen. Hai người này rõ ràng là một. Phân minh chính là một người mà. Hả?
Nói đi, cậu có ân oán gì với hai nhà Cảnh, Cố? Thù giết đại ca, giết đại ca như thế nào? Thù dặn sinh tôi, từ nhỏ đã không có cha mẹ. Tôi luôn đi theo đại ca, nương tựa lẫn nhau, cùng nhau lớn lên. Cuộc sống không được dư dả cho lắm, nhưng cũng coi như không phải lo về cái ăn cái mặc, tự do tự tại. Chúng tôi vốn là thổ phỉ núi Thiên Hiểm, nhưng đến một ngày hai anh em nhà Cố, Cảnh vì để cướp đoạt vật báo và thuốc phiện trên núi Thiên Hiểm đã truy quét núi Thiên Hiểm, đại ca của tôi. Đại ca vì cứu tôi đã bị Cảnh Thế Thâm và Cố Triệu Lễ giết hại trong lần truy quét này. Danh tự, đại ca, danh tự, đại ca. Lúc tìm được anh ấy đã không còn toàn thây nữa. Nếu không phải đại ca cứu tôi, thù giáng sinh này đã chết lâu rồi. Tôi với họ là mối thù giết đại ca, không đội trời chung, vậy nên mới chọn đầu quân cho tư lệnh. Tôi thề vì báo thù không tiếc bất cứ giá nào. Nói bừa, cậu ta là danh tử, cậu là huynh đệ kết nghĩa của Cảnh Thế Thâm. Trước đây cậu ở Giang Đông sống dựa vào bán tin tình báo. Hơn nữa, cậu rất thân thiết với hai nhà Cố, Cảnh. Nói, cậu thâm nhập vào Phong An có mục đích gì? Trưởng quan Ô Lan đang yên đang lành, anh đi tìm một người lạ về, lại lấy chân dung của tôi, gắn thân thế của người khác lên người của tôi. Mục đích của anh là gì? Cậu ngậm máu phun người, nhưng xem ra bây giờ anh mới là người ngậm máu phun người đấy. Danh tử, im miệng hết đi. Giết cậu ta, trả lại sự trong sạch cho cậu. Tư lệnh, xin tha mạng, xin tư lệnh đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Tư lệnh, tôi và vị huynh đệ này không thù không oán,
Tại hạ không có thói quen lạm sát người vô tội, nhưng tôi thì có. Hoặc là cậu giết cậu ta, hoặc là tôi giết cậu ta, sau đó tôi giết luôn cả cậu. Tư lệnh, xin tha mạng, đừng giết tôi mà. Hay lắm, có cá tính. Nhưng mà bốn tư lệnh không giỏi kiềm chế như cậu. Trong khẩu súng này chỉ còn một viên đạn, cũng có nghĩa là tôi tiểu tử này chỉ có hơn 80% sống sót. Bây giờ mạng của cậu ta nằm trong tay ông trời. Nếu cậu không giết cậu ta, hai người các cậu đều phải chết. Đừng giết tôi. Trưởng quan à, đừng giết tôi, trưởng quan. Người anh em, bây giờ viên đạn trong khẩu súng này là do tôi chọn. Nếu cậu thực sự phải chết thì cứ trách thù giảm sinh này, đừng trách tư lệnh. Cậu muốn gì? Trưởng quan Ô Lan, nếu anh nghi ngờ tại hạ, hay là chúng ta cùng thử chơi một lần xem. Nếu tôi thắng, xin trưởng quan Ô Lan đừng bao giờ dùng cách này để quấy nhiễu tại hạ nữa. Nếu trưởng quan thắng, tôi bằng lòng đáp ứng nguyện vọng của anh. Tôi sẵn sàng chết ngay trước mặt của anh. Trưởng quan à, đến lượt anh rồi. Nếu trưởng quan không muốn chơi tiếp, xin trưởng quan sau này đừng làm phiền tại hạ nữa. Tư lệnh, nếu không còn chuyện gì khác, tại hạ xin cáo lui. Sau này đừng có kiếm chuyện không đâu với tôi nữa. Sự nhẫn nại của tôi có hạn. Thank you.
trưởng quan, đến lượt của anh rồi. Thôi được rồi, được rồi. Đừng có chơi thật. Làm gì vậy? Đại ca à, đại ca. Cậu ấy chơi, anh cũng chơi sao? Em xin anh đấy, hai người đừng có đùa nữa được không? Đại ca à, đại ca. Đừng mà. Có gì nghĩ không thông? Hai người làm sao vậy? Đại ca, đại ca à, đừng mà. Em không chơi đâu. Lần này em thực sự không chơi đâu. Em không chơi. Em không chơi mà. Có chơi có chịu chứ. Em thực sự không chơi được đâu. Em thực sự không muốn chơi. Cho cậu này. Đạn đâu? Đạn đâu rồi? Đạn bắn ra rồi còn gì? Có kêu đâu. Sao lại không chứ? Cảnh thiếu soái bị lừa rồi. Anh nói cho cậu nghe, chứ cái này là chiến thuật tâm lý và nhanh tay. Lúc kiểm tra súng, danh tự lấy đạn ra rồi. Lừa tôi chứ gì? Vui lắm sao? Các người vui lắm sao? Vui lắm sao? Cái đó làm như thế nào vậy? Muốn học sao? Gọi nhị ca đi. Cậu dạy tôi đi. Anh không học được đâu. Đừng tưởng hơn tôi một ngón tay là làm được. Cái này là phải nhanh tay. Có học được hay không? Danh tự, vừa rồi cảnh thiếu soái sợ đến nỗi sức tè ra quần đấy. Ướt rồi này. Được lắm, hai người được lắm. Muốn chơi thì phải chơi thật. Nói ai ngu chứ. Bên trong này có viên đạn thật đấy. Đừng có nghịch bừa bãi này. Đừng 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 mà. Đừng mà. Đừng bắn. Đến đây đi. Đừng đùa nữa. Cậu chạy đi đâu? Mau đến đây.